Có nhiều lương thực dự trữ, mọi người hãy tiết kiệm một chút. Bác trưởng thôn, tiết kiệm không phải là cách đi, hay là chúng ta đây là vấn đề lớn. Vì thế bác đã nghiên cứu ra một thứ thay thế cỏ. Cái gì vậy ạ? Các cháu nhìn xem. Không ngon chút nào. Không phải để ăn. Như thế này này, như vậy sẽ không đói nữa. Bác trưởng thôn, hay là đi chẳng lẽ chúng ta phải sống nhờ vào chút lương thực này sao? Các cháu đã đi tìm lương thực của chúng ta. Chúng ta đã bắt mấy nghiên cứu. Không lo sẽ không bắt được cừu. Tớ lại cứ tưởng là bảo bối trông xóa gì cơ. À, là cái lồng sắt này. Đúng thế, vừa đặt vừa sắt. Sao chưa đến đã thấy mệt rồi. Bọn cừu kia, các ngươi tưởng như thế có thể chống lại ta sao? Nhiều nấm quá. Đây chính là miền hình nấm của sói xám vĩ đại ta đây. Người muốn trốn cũng không được đâu. Hmm?
Nên ăn tên nào trước đấy? Mình à, nước đã sôi chưa vậy? Thì đu làm sao được? Để tôi ra ngoài xem sao. Lạnh quá. Mình mau mang nồi lại đây. Tôi tìm thấy đám điên rồi. Mình à, tha cho tôi đi. Còn chạy hả? Mình đừng đánh nữa, tha cho tôi. Mình à, mau mở lồng sắt ra đi. Cứ để đó cho tớ. Contratar desde el más 25% de descuento en las llamadas de tu móvil a tu número. Aprovecha esta oportunidad única y contrata ya. Movistar, compartida en líneas más. De esta liga, por 12 euros al mes con Movistar Fusión y vístelo con los colores de tu equipo. ¿Soy Sam? Ven a nuestras tiendas. Bao giờ thì sửa xong vậy? Tôi sắp chết đói rồi đây. Sao ngay đây? Chuyện gì thế nhỉ? Chắc là bọn cừu muốn chạy trốn. Mau đi xem sao. Sợ gì chứ? Cái lồng sắt đó đã được nạp điện cao áp. Chỉ cần chúng chạm vào là sẽ biến thành cừu quái. Cười gì mà cười? Mau sửa đi. Đừng lo, bọn chúng sẽ không chịu được đâu.
Entes de Shakti. Entes de Shakti. Entes de Shakti. Radio Pressure. Trở lại tập phim trận đấu danh dự. Sói xám đáng chết. Tôi về rồi đây. Sao thì lại hết? Người bạn cũng từ từ được tìm đến. Lần này mình có một cái đặc thù. Được cách bắt tôi không? Hình như là có một đứa. Đây là cái gì? Đây là cách vận động hoàn toàn. Thú vị cái gì? Mình nhìn xem. Tôi đã lắp thêm quả bóng sẽ rơi trúng lỗ. Thế là tôi thắng. Được cái này thôi sao?